Hello, xin chào cả nhà. Chào anh Bùi. Chào anh tài xế. Chào Dung ba. Thì bữa nay thì em cũng nhận được số tiền của mấy anh mấy chị. Thì em cũng có mượn chiếc xe của ông chú Tám ở xóm. Thì xe cấp cứu. Xuống đây bữa nay chở được xuống bệnh viện Đa khoa 121 Cần Thơ khám bệnh, đặng biết bệnh gì, trị bệnh cả nhà. Cái xe này xe của chú Tám nha, cũng chú Tám ở quê á, là từ thiện, xe để dành để chở từ thiện á. Chú Tám thì cũng làm phước lắm, ở quê mình làm phước lắm. Thôi mình đi vô chổng mình đường cổng ra đó. Lan cổng cổng được rồi. Hello, hello ạ. Hello được. Bữa nay mình đi xuống Cần Thơ khám bệnh nha. Nói chung thì nãy giờ không có đi khám bệnh nữa nha, không biết bệnh gì. Bây giờ mình đi xuống dưới mình khám luôn cho biết bệnh gì. Nó dễ chị á. Thì là lấy cái mền cái gói chim đầu á. Lấy cái mền cái gói. Lấy cái bọc bọc nó chùm mít lại. Ừ. Tranh thủ đi xuống dưới còn bắt số bắt này cũng lâu lắm á cả nhà ơi. Phòng cấp cứu luôn à. Phòng cấp cứu hả? Ở vô cấp cứu luôn. Đây ngay vô. Ừ. Thì đưa vô đó luôn á chú Lắm. Vô là bắt số thì nó lâu lắm. Ai biết thì thôi. Hồi nãy giờ thì con không có đi bệnh viện. Không, mình đi vô tổng bữa nay chủ yếu là mình đi khám chụp hình rồi mình nãy cái mình về hà chứ không có nhập được. Thì đi tới bác sĩ đi, bác sĩ coi sao mình tính vậy. Ừ. Mình ở đây mình đón tới chứ mình cũng không biết chụp. Đây, bây giờ chuẩn bị đi cả nhà, có gì em quay cho cả nhà xem nha. Chị ấy bước lên luôn đi. Nè anh Tức. Mình thẳng vô Đa khoa 121 luôn nha. Mọi hết. Hết rồi. Điện ba lên trước mà. Đây là cái xe của chú Tám ở quê nha. Chú Tám cũng làm từ thiện lắm. Bớt giờ em không có đi xe lớn được á. Xe em với anh Bùi đi xe nhỏ sửa tới cầu hơn à. Dưỡng ba tiền thì đi bên xe kia, mưa tới rồi, mưa quá trời luôn đó nha, không mưa chết. Đây chút xíu nó lên tới cầu hơn à, chút xíu nó tới bệnh viện à. Thì em cũng thay mặt anh em và thay mặt mà cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cảm ơn mấy anh mấy chị ở trong nước và ngoài nước rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho em cái số tiền để đi khám bệnh cho được á. Thì qua đây mình vô bệnh viện khám bệnh xong xuôi rồi còn lại bao nhiêu tiền em sẽ công khai lên, rồi em sẽ trao lại số tiền để cho
mấy cô mấy anh mấy chị rất nhiều nha. Cấp này lên cầu Cần Thơ hơi ồn, có gì cả nhà thông cảm nghe, tại chạy xe nó hơi gió. Sẵn đem quay cầu rơi cho cả nhà xem luôn nha, rất là dài. Để cho núi nó ổn quá đi. Cần Thơ gạo trắng nước trong ngay đi tới đây là lòng không muốn về. Mai đi tới đó à? Cần Thơ có bến Minh Kiều. Thank you.
bên trường đó mà em cũng tranh thủ vô bệnh viện nè. Đây tới bệnh viện rồi cả nhà ơi, bệnh viện Đa Khoa 121. Ở Cần Thơ nha. Cấp này em đi xe Honda em tới rồi. Xe cấp cứu chưa tới. Bây giờ không có cho mà bác sĩ không có cho vô trong cổng quay rồi cả nhà ơi. Nói chung là em quay được ở ngoài thôi, ở vô cổng không có cho quay rồi. Đây là bệnh viện nha. Không có cho vô cổng được rồi. Nãy giờ mời em làm việc, bây giờ em có biết không? Cái gì quay ở ngoài cho cái nhà xem nha, họ lấy giấy khám bệnh cho mình biết bệnh gì bây giờ. Giờ anh em đi về cả nhà ơi. Nãy giờ em cũng chưa coi hồ sơ nữa thì ra nghe vợ có được nói là bị sụp mắt xương sống á cả nhà. Bây giờ mổ thì năm ăn năm thua đó, không biết bao nhiêu tiền đây. Chút xíu về nhà em cho cả nhà xem cái hồ sơ nha. Hôm nay anh em đi về. Về thôi cả nhà ơi. Biết như thế nào đây. Chắc chạy tiếng ngoài 2 tiếng hỏi vậy ta. Chẳng 2 tiếng. Mưa nó rồi đó. Bây giờ về tới nhà rồi cả nhà ơi. Chút xíu dựng ba về lên xe mà về luôn nha. Con để Úc Thanh ra. Đầm ra đây, đầm ra đây để cho máy ra nó cộng vô. Giờ đi khám về rồi, cũng biết kết quả rồi, bị lúng mắt xương sống đó cả nhà. Giờ cũng năm ăn năm thua đây, không biết sao. Ủa vậy dạ, tính mua chứ có lại hay vậy? Nghe nó mổ cũng nhiều tiền không biết sao đây cả nhà ơi. Rồi giờ mấy chú mấy anh em về nha, cảm ơn nha. Đợi Út Thanh ra cái con lấy miếng giấy để tổng kết số tiền mới được. Rồi dựng ba về luôn. Hello Phan, mới chào Phan. Chào cả nhà. Mới giờ tới. Bỏ vào cái sổ tiền cho em ghi vô đó, bỏ quên ở nhà. Giờ ông Phan, tính mày về đi, ông Phan chạy ra. Giờ về tới nhà rồi. Mà chị gửi 2 hộp thuốc mà. Chị gì? Ghi có ghi tên nữa không? Chị Loan. Chị Loan ở Sài Gòn á. Phải không? Không biết ở đâu nữa chị Loan. Chị Loan mà cũng gửi em cũng nhận được 2 hộp thuốc này cũng mấy ngày nay rồi mà không có đi đem ra đưa được. Cũng cảm ơn chị Loan rất nhiều nha. Ủa mà chừng 3 đâu? Chừng 3 lên xe về dưới xe từ thiện à. Ngoài nó không hẻm thừa mà. Đây hả? Ừ. 2 hộp thuốc nè, 2 hộp thuốc có để có sự hướng dẫn cho mày không ta? Chắc có, không có bị hút cào vậy á. Mà bị đôn cột sống rồi. À, cái miếng giấy khám bệnh nãy đâu không tiêu rồi?
mấy cây miếng giấy đi khám bệnh nãy đây, ở nhà em cũng không có biết chữ, em không có dành vụ này nữa. Thì đây đi khám bệnh mà ba người không người nào biết chữ, với em không biết chữ mà chị cũng không, vợ anh được cũng không biết chữ mà dựng ba tiền cũng không biết chữ luôn. Đúng đời thì chứ. Người lớn một ngày hai lần, mỗi lần hai viên, sáng và tối. Là uống lần hai viên, sáng uống hai viên, tối uống hai viên. Hai hộp. Cái này cả nhà có ai thấy thì cả nhà đọc giùm em nghe, em không biết đường đâu giờ nha. Cột sống thắt lưng cùng tương phản. Mang cái miếng phim này đưa lên như không. Cái này đi với chụp hình không hả? Có ấy thuốc men gì không? Chụp hình không à? Không có thuốc hả? Không. Có thuốc không? Không, không có thuốc. Nãy đâu có thuốc không? Tiền cái gì? Nãy chụp hình chiêu máy gì đó. Chiêu 3 mùa 1 nè. Chiêu 40 nè. 40 nè, chụp tấm đó quá. Tấm đỏ nè, tấm đỏ hết đó. Đi là hồi nãy mình đi là tổng cộng là 1 triệu ba 50 ngàn 51 ngàn thôi bây giờ thì bây giờ cũng đi khám bệnh nè, cũng biết bệnh của được rồi cả nhà, bị thoái hóa cột sống với mà bị lúng mắt xương sống. Bây giờ bác sĩ thì cũng kêu về có tiền thì đi mổ, còn không có tiền thì uống thuốc nam chứ sao giờ. Thì nghe nói cũng mổ là năm ăn năm thua, cũng số tiền cũng hơi cao cao, em cũng không biết nhiêu nữa. Bây giờ về tới đây rồi thì hồi nãy bác sĩ vô chổng rồi, bác sĩ có nói vụ mổ bụng thì sao không được. Em nãy em hỏi cái tình trạng bệnh của em á, rồi có thể mà mổ mà đi được đồ không bác sĩ. Rồi bác sĩ là cái này mổ thì năm ăn năm thua, mà cái sự mà ít thì nó ít, còn cái sự mà đi được thì nó ít lắm, còn sự mà cái sự nguy hiểm nó nhiều hơn. Dạ, nó cao hơn ha. Dạ, mà mổ không là mổ tiền thì nhiều lắm, có khả năng mổ á thì anh tiến hành anh chuyển rồi cho đi mổ là cũng là 80 triệu cái 100 triệu. Rồi em nói thấy gì rồi mổ năm ăn năm thua gì á, rồi em mới nói bác sĩ thôi để cho em về nhà em nằm em uống thuốc nam, kiếm thuốc gì thuốc ai cho em thuốc gì mới uống, chứ bây giờ mổ mà kiểu gì em cũng không có dám đi mổ. Ôi dạ. Thì thôi uống cục sống là uống thuốc gì cho hết chợ, uống thuốc gì có nó mổ chứ đâu uống thuốc gì hết đâu. Thì thôi bây giờ thì anh cũng nhận được cái số tiền của mấy anh mấy chị mấy mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước, thì anh cũng có bàn có làm được cái danh sách để cho nhớ đó. Giờ Úc Khanh đọc lên rồi để em tổng số tiền mà của các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh được nè. Em đọc lên cho cả nhà nghe nha. Chị Thanh Thảo 500 ngàn, anh Giang 2 triệu, anh Hòa 500 ngàn, chị Nguyễn Thị Trinh 2 triệu, chị Sâm Lê 100 đô Mỹ, đổi ra được 2 triệu 3, Lý Ngọc Anh 100 đô Mỹ, đổi ra cũng được 2 triệu 3, chị Úc Sương 100 đô Mỹ cũng đổi ra được 2 triệu 3, anh Bùi 500 ngàn, anh Mười Gạo 200 ngàn, vợ chồng anh Lực chị Bông 300 đô Úc đổi ra được 4 triệu 8, anh Bình ở Úc 500 đô Úc, 50 đô Úc chứ, đổi ra được 800 ngàn. Tổng số tiền đổi ra là 16.701.500 đồng. Chứ chị Loan gửi cho anh 2 hộp thuốc
hai hộp thuốc ở đây. Thì em cũng thay mặt gia đình anh được chứ nhóm cũng cảm ơn các cô chú bác anh chị cũng như trong nước và ngoài nước đã tài trợ với cho tiền anh được để khám bệnh. Em cũng thay mặt nhóm em cũng cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì đây em cũng thay mặt cả nhà để cảm ơn anh mấy anh mấy chị ở trong nước và ngoài nước rất là nhiều nha. Thì tiền thì tổng cộng lại được 16 triệu mấy. Thì em sẽ trao lại cho 6.701.500 hai vợ chồng của được. Mình giờ thì trước tiên thì mình không có đủ một cái một để mình mổ thì yeah. Thôi thì ai cho nhiêu mình cứ dành dụm ở đó. Yeah. Nào đủ tiền rồi cái mình đi trị bệnh một cái luôn. Dạ yeah, nói với anh Tú với mà anh Úc Thanh thì tiền các tiền mạnh thường quân cô chú anh chị giúp đỡ cho em cầm đây chứ em không có dám mà xài giống gì chứ em cầm để em muốn thuốc. Thứ hai nữa em có khả năng em đi mổ bệnh em được em đi mổ, còn em mổ không có khả năng em mổ được mà mổ em nghe nói năm ăn năm thua cái sự sống nó ít hơn cái sự chết. Em bởi em bây giờ em nói chung năm ăn năm thua mà có sao đâu, thì nói chung thì mình cứ còn nước thì còn tát. Nước còn tát đi tới đâu hay tới đó, bây giờ cũng đi mổ cũng có đâu có tiền đâu mổ. Dạ trước tiên á giờ ở nhà uống thuốc nam lại đây dai đi cho nó bớt nhất đi rồi dạ chừng cô... nào mình thơ gom góp đủ tiền mình đi mổ luôn. Dạ đó, thì cho các cô các chú cho thuốc uống gì em muốn uống kia em uống gì em uống anh thì trời Phật thương em thì cho em hết bệnh em đội ơn trời Phật. Còn cô chú anh chị, các cô chú anh chị mà mạnh thường quân ở trong nước, ngoài nước thương em hoàn cảnh của em như vậy, giúp đỡ em có tiền, em uống thuốc hàng ngày vậy. Em đội ơn các cô chú anh chị ở trong nước và ngoài nước rất là nhiều, em không biết nói làm sao mà để chân thành em cảm ơn cô chú anh chị thương em, giúp đỡ cho em vậy. Em đội ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước dữ lắm. Thôi được rồi, đừng buồn nữa thì vậy đi, thì mình cứ còn nước còn tát. Giờ anh trao tiền cho anh được luôn hay sao? Bây giờ tụi em đã tổng kết lại số tiền là mười mấy? 16.701.500 đồng. Đây là số tiền tụi em đã nhận được mấy ngày qua của mấy anh mấy chị mạnh thường quân. Bây giờ tụi em đi khám bệnh xong xuôi rồi thì em cũng tổng kết lại luôn, quay từ từ đây luôn. Tổng kết cái số tiền lại để giao cho mà được để dành mua thuốc men uống cả nhà ơi. Em quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ thì Úc Khanh cũng còn lại số tiền thì giao cho được rồi, được có lời nào nói với mấy anh em mạnh thường quân không? Rồi em xin lời cảm ơn các cô chú các anh chị ở các mà trong nước và ngoài nước, các cô chú anh chị giúp đỡ thương tình mà thấy em hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn như vậy mà cho tiền em để dành em uống thuốc. Em cảm ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước rất là nhiều, em cũng không có biết nói gì thêm nữa của cô chú anh chị thương tình. Cho em gửi lời cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều, cô chú anh chị thương em mà giúp đỡ cho em vậy. Em đền ơn, em tạ ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Rồi thì anh cũng chúc cho được uống ba cái thuốc nam này để cho phần nào đỡ nhất đỡ đau. Với chị gửi cho hai hộp thuốc. Dạ. Này là sáng 2 viên, tối 2 viên. Mình ăn cơm rồi mình uống vậy đó. Dạ. Còn ba giấy tờ này cứ lưu giữ lại đây đi, nữa sau này có đi ấy thì mình đưa cho bác sĩ người ta coi, đừng có bỏ. Dạ. Thôi em cũng thay mặt anh em và vợ chồng có được xin cảm ơn cả nhà thêm một lần nữa nha. Em cũng chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mãi mãi cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye được. Bye bye.